Cúng Thiệu. Kim Ánh cùng những người thực hiện chương trình xin chào khán giả đang đến với chương trình Y khoa Ai nghe cũng hiểu. Như thường lệ thì ngày hôm nay 30 phút của chương trình, Kim Ánh cùng với một khách mời rất quen thuộc đối với thính giả trong chương trình này, tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, phó giám đốc trung tâm phẫu thuật thực nghiệm Đại học Y Dược, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng đã có mặt trong phòng thu rồi. Và chắc chắn ngày hôm nay câu chuyện mà Kim Ánh cùng với bác sĩ Tăng Hà Nam Anh sẽ tiếp tục chuyển đến cho quý vị vẫn là những vấn đề liên quan đến cơ xương khớp, phải không ạ? Lời đầu tiên thì rất cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh đã đến tham gia và gặp lại thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào chị Kim Ánh và xin chào quý vị thính giả. Thưa bác sĩ Nam Anh, thật ra thì đôi khi Kim Ánh cũng có cảm giác là mình phải rất là phục những thi sĩ, những nhạc sĩ, bởi vì những cái hình ảnh, những cái hình tượng đôi khi mình cảm giác như nó rất là bình thường trong cái cuộc sống đời thường, nhưng mà qua cái lăng kính của những nhà thơ, những nhạc sĩ thì tự nhiên những cái hình ảnh đó trở nên lãng mạn hơn. Có lẽ là thính giả cũng như là bác sĩ Nam Anh cũng hơi ngạc nhiên, không biết là Kim Ánh đang muốn nói đến chuyện gì, phải không ạ? Ở đây Kim Ánh muốn nói đến một cái bộ phận trên cơ thể con người thôi, nhưng mà nó trở thành một cái hình ảnh rất là lãng mạn, rất là bay bổng trong thơ, trong nhạc, đó là đôi vai. Chắc hẳn là bác sĩ Nam Anh cũng biết là có rất nhiều bài thơ, rất nhiều những cái bài hát mà miêu tả về cái đôi vai của các em, phải không ạ? Chẳng hạn như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một cái bài hát rất là hay, rất là nổi tiếng. Mà nếu mà yêu những cái bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì sẽ biết bài này, đó là bài Như Cánh Vạt Bay. Trong đó có một cái câu là vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạt về chốn xa xôi. Đôi vai ở đây có vẻ như nó rất là dễ thương, mang một cái hình ảnh rất là lãng mạn nhưng mà cũng nhỏ nhắn và để lại một ấn tượng không nhỏ trong lòng các anh, phải không ạ? Thật ra là ông trời ông cũng hay ở chỗ là đối với cái người phụ nữ đó, cái vai nó sẽ khác với cái người nam giới. Nó nhỏ hơn nhưng mà thực ra nếu mà quý vị nhìn kỹ đó, quý vị sẽ thấy là cái mỡ đó nó sẽ tập trung nhiều ở cái vùng vai này. Thành ra là khi mà ví dụ người phụ nữ mà họ bận váy mà ngực trần đó, tức là lộ cái bờ vai đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái bờ vai nó sẽ rất là tròn trịa và mình nhìn nó rất là mềm mại. Còn ngược lại ví dụ nam giới á, mà những người mà họ tập luyện nhiều đó, họ làm việc nhiều đó, thì mình sẽ thấy là cái bờ vai nó gân guốc hơn tại vì cơ rồi nó nổi lên rất là nhiều. Thành ra là ở đặc trưng của mỗi giới thì cái bờ vai nó cũng khác nhau. Nhưng mà ngày xưa bây giờ cũng vậy, tôi chạy xe đi ngoài đường nhiều lúc cũng rảnh rang quá không biết làm gì thì cũng ngắm nghía người này người kia, xong rồi mới thấy là bây giờ nó có cái mốt, tức là váy hay là áo sơ mi gì đó các cô cũng đều độn cái vai lên, tức là độn cái vai, cảm giác như cái vai nó mềm mại hơn. Thật ra không phải là nó mềm mại hơn, nhưng người ta độn rất là xấu, tức là người ta độn như cái vai nó thành hình vuông. Hình vuông nó giống như là những cái ông tướng ngày xưa mà bằng cái áo mà nó có cái ngù vai đó, là cái vai nó vuông. Thì cái hình tượng mà bên quân đội ông tướng bằng cái áo nó vuông đó thì trông là nó uy nghiêm, nhưng mà mấy cô bằng cái đó thì nó mất đi cái sự mềm mại của cái bờ vai đi, thì là mình thấy trông ra nó xấu đi. Thành ra không phải lúc nào thời trang nó cũng phục vụ cho chủ nhân, đôi khi nó có phản tác dụng. Thành ra tôi nghĩ là thôi thì cứ để cho, ví dụ như quý vị mà bạn áo lụa đó, cứ để cho lụa nó rớt trên bờ vai thì như vậy nó sẽ đẹp hơn là chúng ta cố dựng nó lên thành một cái hình vuông. Nó sẽ không hay lắm. Đây cũng là một điều mà chắc có lẽ là các chị em phụ nữ của chúng ta cũng cần lưu ý ha. Giống như trong một cái bài hát người ta nói rằng chỉ còn lại đôi vai, trong cơn mưa không có ai, lời ngọt ngào bên tai. Cho nên là mình thôi mình cứ giữ làm sao để đôi vai của mình nó tự nhiên như thế nào và nó trở nên mềm mại, để không chỉ là đẹp trong các mắt của các nhà thơ, các nhạc sĩ đâu, mà trong ánh mắt của các anh trong đời thường nữa, phải không ạ? Thưa tất cả quý vị, dài dòng một tí, bởi vì Kim Ánh muốn đề cập đến một cái vấn đề mà trong chương trình ngày hôm nay chắc hẳn là bác sĩ Tăng Hà Nam Anh sẽ phân tích thêm cho quý vị. Đó là một cái chuyện nó rất là thực tế, chứ nó không được lãng mạn bay bổng như nãy giờ Kim Ánh với lại bác sĩ Tăng Hà Nam Anh đã nói. Đó là cái tình trạng viêm co rút khớp vai. Nói thôi đã thấy là nó rất là đời thường rồi, phải không ạ? Chắc hẳn là nhiều quý vị của chúng ta cũng đã, người thân của mình hay bản thân mình cũng đã có một cái lần nào đó mà cảm thấy đôi khi những cái chuyện mình cảm giác như là nó rất là đời thường, chẳng hạn như mình chảy đầu nè, mình cài áo nè, nhưng mà tự nhiên mình cũng không làm được những cái động tác như vậy. Và đi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng mình bị viêm co rút khớp vai. Nhưng mà để mà hiểu được cái tình trạng viêm co rút khớp vai này như thế nào thì chắc hẳn là hôm nay bác sĩ Tăng Hà Nam Anh sẽ giải thích, phải không ạ? Thì trước hết là chúng ta sẽ nói về cái hiện tượng trước. Thì chúng tôi biết rằng là những cái gì mà nó bình thường đối với mình á thì mình có cảm giác là nó bình thường.
Nói vậy thì đúng rồi, trớt quá thì cái gì bình thường thì nó bình thường đúng không? Nhưng mà đến một ngày nào đó khi chúng ta không còn cái đó, không bình thường, hoặc nó không bình thường, thì chúng ta mới thấy đi là cái tầm quan trọng của nó. Cũng giống như là các bà thì thường, ví dụ như là có chồng rồi xong rồi, các bà thì thường bây giờ cũng vậy, phụ nữ mà có chồng thì bây giờ cũng thực ra là dạng tướng quân trong bóng tối, tức là ông chồng thì mang tiếng là gọi là trụ cột gia đình vậy đó, nhưng mà toàn bộ chi phối hoạt động là các bà hết. Thế thì nhiều khi các bà về cứ hay cằn nhằn, ông đi đâu vào khuất mắt tôi ra rồi đi, lúc nào cũng nhậu nhẹt, lúc nào cũng thế này thế kia đại loại vậy. Nhưng mà đến một ngày nào đó tự nhiên bỏ đi mất, cái tự Không nhiên có thì mới thấy biết luôn thấy cái nhà nó trống lên, ạ. rồi xong lúc đó mới thấy là trời ơi sao tự nhiên cái nhà nó to quá, đôi lúc ngủ sợ ma đại loại như vậy. Thì ở đây cái vai của mình cũng vậy, chúng ta thấy cái vai mình rất bình thường, những cái động tác rất bình thường, ví dụ như là chúng ta làm điệu, ví dụ ngồi trước mặt một anh nào đó chúng ta uống nước xong rồi chúng ta vuốt tóc, cái động tác đó không đã làm cho nhiều anh chết rồi. Thành ra là những cái động tác rất là nhẹ nhàng, hoặc là sáng ngủ dậy chải đầu cột tóc rồi xong rồi, hoặc là rất là đơn giản nữa, nhiều khi là nhiều khi ngứa lưng hoặc gãi lưng, hoặc là phụ nữ nhiều khi nói xin lỗi là nhiều khi phải cài cái áo ngực, thì mình thấy mọi khi mình làm chuyện rất là bình thường. Nhưng mà tự nhiên có một cái ngày đẹp trời nào đó bắt đầu nó đau, thì khi mà chúng ta bị giơ tay lên gãi đầu nó cũng đau, chải đầu nó cũng đau, với tay cài áo ngực nó cũng đau, và sau đó là bắt đầu là chúng ta thấy từ từ cái tay mình không có đưa lên đầu được nữa, cái tay mình bắt đầu là đưa lên tới một khúc nào đó thôi là nó bị hạn chế, nó không có dạng ra được, cũng không đưa tay ra sau lưng được, mà cứ càng ngày nó càng nặng lên, càng ngày nó càng nặng lên. Rồi sau đó thì bắt đầu những cái cơn đau nó xuất hiện thường xuyên hơn, đầu tiên là nó đau một cách âm ỉ, sau đó nó đau rõ ràng hơn, và đặc biệt là cái cơn đau này đó là ban đêm nó nhức dữ. Ban đêm khi mà mọi người ngủ yên hết rồi, trời lạnh lạnh, nhất là bắt đầu từ mùa này cho đến Noel nè, trời mưa bắt đầu nó lạnh, thì ban đêm mà nó càng lạnh á thì nó càng đau, nó càng nhức, mà càng về khuya nó là càng nhức, là tại vì nó có cái tình trạng viêm. Như vậy thì chúng ta thấy là cái chuyện đầu tiên biểu hiện mà mọi người đều nhìn thấy đó là nó hạn chế cái tầm vận động của khớp vai. Mà đến lúc này thì chúng ta mới thấy cái sự bất thường nó biểu hiện ra khi mà cái bình thường nó đi rồi. Tức là những cái chuyện rất bình thường ở nhà, bây giờ chúng ta kẹp tóc, chúng ta chải đầu, chúng ta gãi lưng, hoặc là chúng ta cài áo ngực, hoặc là đối với nam giới đó thì có nhiều ông than phiền là dạo này đi nhậu đó bạn bè nó ít rủ, hỏi sao vậy, tại mỗi lần mà tới cái một gọi là chia tiền nó thò tay đằng sau túi lấy vừa thấy vấy ví không được, thành ra cứ giả đạn, cứ giống như là đưa tay ra xong rồi đưa không được, không rút ví được, phải nhờ này nhờ kia đấy, mày lấy ví người ta, cái coi nó nói thôi mày giả đò không trả tiền thôi thôi dẹp đi khỏi là như vậy, đằng sau nó không dẫn dẫn đi nhậu nữa. Thế thì những cái động tác như vậy nó bị hạn chế, và đặc biệt thì mình thấy như tôi nói là gì, ban đêm bắt đầu nằm ngủ nằm nghiêng bên đó nó nhức, và nó nhức rất là nhiều, thì cái tình trạng đó người ta gọi là viêm co rút bao khớp vai. Thế co rút bao khớp vai là chúng ta quay trở lại khớp vai tí xíu, là cái khớp vai á là cái khớp mà nó dễ mất vững nhất trong tất cả các khớp ở trong cơ thể, tại vì cái tầm hoạt động nó lớn quá đi, thành ra là mình thấy cái chõm của xương cánh tay nó nằm trên cái ổ chảo của cái xương bả vai á, nó giống như chúng ta bỏ cái trứng trong cái dĩa vậy đó, chúng ta chỉ cần nghiêng cái dĩa xíu rồi cái trứng nó lọt ra ngoài liền. Đối với tác giả nước ngoài thì họ ví là cái giống như là cái trái banh đánh golf để lên trên cái trụ mà để đánh đi, nhưng mà tôi nghĩ cái hình tượng đó nó không có gần gũi được với nhiều người, tại tôi cũng chưa bao giờ tôi thấy cái trái banh đánh golf để cái gì như thế nào, nhưng tôi nghĩ là cái hình tượng đơn giản nhất là cái trái trứng vịt lộn mà bỏ trong cái dĩa đó, thì mình hay đi ăn buổi tối đó, mình chỉ cần nghiêng cái dĩa thôi trứng vịt lộn rớt ra ngoài liền, thành cho ra nên là trứng trứng vịt lộn phải để trên cái một cái ly chung nhỏ phải không ạ, chung cái chung nhỏ thì nó thọt sâu xuống dưới mới được, thì cái khớp vai đó nó không giống như cái chung nhỏ, nó giống như cái dĩa vậy đó, thành nó dễ bị lăn ra ngoài lắm, thế thì phải có cái gì giữ nó lại, thì đầu tiên là phải cái bao khớp và cái dây chằng, sau đó là cái hệ thống cơ. Thế thì cái bao khớp của khớp vai khi nó bị viêm nó tăng sinh, nó dày lên thì nó sẽ làm cho cứng cái khớp vai, và như vậy nó sẽ hạn chế hoạt động. Thì ngày xưa nó có một từ rất là hay, người ta gọi là khớp vai đông lạnh. Người ta tưởng tượng giống như là mình bỏ con cá vô trong cái tủ đông nó cứng ngắc luôn. Sau đó thì và các cái tác giả họ cũng sử dụng một cái từ y hệt như vậy, tức là bao gồm nó bốn giai đoạn, tức là giai đoạn đầu tiên là giai đoạn bắt đầu nó đau, sau đó tới cái giai đoạn co rút, sau đó tới cái giai đoạn là đông cứng, tức là nó cứng ngắc luôn, không có hoạt động được nữa, và tới một giai đoạn nó gọi là giai đoạn rã đông, nó y như là mình mình rã con cá ra vậy. Thì cái viêm co rút bao khớp vai nó sẽ diễn tiến qua bốn giai đoạn như vậy, nhưng có cái điều là từ cái giai đoạn thứ nhất thứ hai là người ta đã thấy rất khó chịu rồi, đến giai đoạn thứ ba nó cứng ngắc là nó ảnh hưởng nó rất là nhiều tới cái hoạt động. Có những người thì họ liều mạng luôn, họ để như vậy thì người ta nhận thấy rằng là sau 2 đến 10 năm thì tự động nó rã đông ra,
Nhưng mà mấy ai mà chịu được 2 đến 10 năm. Thành ra thông thường á là bệnh nhân sẽ đi tới gặp bác sĩ và bảo là bác sĩ ơi, hình như cái vai có vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề mà tôi nhấn mạnh tới chỗ này là Kim Anh biết sao mà tại vì bây giờ chúng ta đang bị ám ảnh cái từ thoái hóa. Thoái hóa là tại vì tôi với chị Kim Anh cứ suốt ngày ở trên này nói thoái hóa, thành ra quý vị cũng bị ám ảnh cái thoái hóa. Thì có nhiều người cứ nghĩ là coi chừng là thoái hóa cuộc sống cổ, rồi thoát vị đĩa đệm nó mới chèn, nó mới làm cho đau như vậy. Tại vì cái đặc điểm của cơn đau của khớp vai là nó đau từ vai, nó lan xuống cánh tay, xuống mặt ngoài cánh tay và nó lan lên tới chân cổ. Nó rất là dễ làm cho người ta dễ lầm rằng là đây là một cái tình trạng thoái hóa cuộc sống cổ và thoát vị đĩa đệm, rồi nó mới chèn cái rễ thần kinh và nó gây ra cái tình trạng như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng là cái cổ chúng ta cử động bình thường, không có vấn đề gì. Chúng ta cử động ở khớp vai nó bị hạn chế. Thì như vậy thì cái bệnh lý nó nằm ở khớp vai, chứ không phải là nằm ở cái cột sống cổ. Đây là cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và thậm chí là rất là nhiều những người trong giới y khoa cũng có thể bị lẫn lộn cái chuyện này. Thành ra là muốn nhấn mạnh tới quý vị ở đây rằng là khi chúng ta bị tổn thương trong khớp vai thì chúng ta vận động khớp vai nó sẽ bị đau ngay. Và nó sẽ bị, đặc biệt là cái viêm co rút ở khớp vai thì nó sẽ làm hạn chế vận động của khớp vai rất là rõ. Thế thì câu tiếp theo tôi nghĩ thế nào, chị Kim Anh cũng hỏi, thành ra tôi trả lời luôn để mất công, khỏi mất công chiếm diễn đàn của chị Kim Anh luôn. Tức là chị Kim Anh sẽ hỏi là thế thì nguyên nhân là gì và những ai dễ bị. Đó. Thì bệnh nhân tới cũng hỏi tôi câu này thôi, nói bị viêm co rút qua khớp vai rồi nha anh chị. Sao vậy bác sĩ, sao vậy? Mà rồi sao tự nhiên nó bị? Cái nguyên nhân là gì? Có cách nào phòng ngừa hay không? Thế thì người ta nhận thấy, người ta không biết cái nguyên nhân. Vì tôi hỏi 100 bệnh nhân thì hết 99 người á, là không biết cái nguyên nhân. Tự nhiên sáng ngủ dậy nó đau, rồi nó đau nó tiến triển từ từ, nó tăng dần lên. Có một số người thì có cái chấn thương nhẹ, tức là té rồi đập vai xuống là gì đó thôi. Nhưng rất nhẹ, khiến cho người ta nghĩ là cái chuyện đó không phải là nguyên nhân. Người ta thấy rằng là những người mà bị tiểu đường nè, những người sau một cơn nhồi máu cơ tim nè, những người có những cái tổn thương của vùng bàn tay mà rồi sau đó người ta phải cố định cái vùng bàn tay thì nó gây ra cứng cái khớp vai, nó gọi là hội chứng vai bàn tay. Những cái người bị Parkinson đó, thì những cái người bị bệnh lý nội khoa như vậy đó thì họ rất là dễ bị viêm co rút vào khớp vai. Nhiều khi chỉ cần ngủ đêm sáng dậy, tôi nghĩ là có thể nhiều khi họ ngủ họ nằm nghiêng bên khớp vai nhiều quá, nó cũng khởi phát một quá trình gọi là viêm co rút vào khớp vai. Còn cái nguyên nhân nào mà gây ra, tại sao nó phải tăng sinh để mà nó sơ dính lại đó, thì người ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà trong một cái nghiên cứu của chúng tôi thì chúng ta thấy rằng là những cái người mà bị viêm co rút vào khớp vai khi mà cho chụp MRI bao giờ họ cũng có rách một phần nhỏ của cái gân chóp xoay. Thì tôi cho rằng là có thể đây là một cái hiện tượng bảo vệ để cho cái gân nó không có bị rách thêm. Thì cơ thể nó hiểu rằng là bây giờ phải đông cứng cái khớp vai lại. Tại vì nếu mà cho tiếp tục hoạt động thì cái gân nó sẽ bị rách. Nhưng có cái điều là cái này nó hoạt động thái quá, tức là nó đông cứng thái quá và nó làm cho cứng cái khớp vai. Và thông thường những người đó thì cái gân chóp xoay ít khi nào mà bị rách. Thưa quý vị, có thể nói là cái tên của chương trình là viêm co rút khớp vai thêm ra nó có vẻ như là rất là khó hiểu và nó hơi chuyên khoa phải không ạ? Nhưng mà qua cách trao đổi vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh thì Kim Anh nghĩ thính giả của chúng ta đã có thể hình dung một cách nó rõ ràng và cụ thể hơn rồi. Thưa bác sĩ, như chúng ta cũng đã nói thì đối với cái tình trạng viêm co rút khớp vai nó sẽ có rất nhiều những cái nguyên nhân, và đối với rất nhiều thính giả đang nghe chương trình thì một cái vấn đề mà chắc có lẽ thính giả cũng sẽ quan tâm đó là khi mà có cái tình trạng viêm co rút khớp vai này rồi thì chúng ta sẽ điều trị bằng cái hướng nào đây? Có phải ngay từ cái tình trạng của nó là viêm thì chúng ta phải dùng thuốc kháng viêm như là nhiều người vẫn nghĩ hay không ạ, thưa bác sĩ? Dạ. Cái vấn đề điều trị của cái viêm co rút bao khớp vai thì nó cũng giống như nhiều những cái vấn đề khác của chấn thương chỉnh hình, thì chúng ta bao gồm những cái biện pháp không thuốc và có thuốc. Thế trước hết tôi nói cái biện pháp có thuốc, vì ai cũng quan tâm đến cái chuyện này mà bỏ qua những cái phần quan trọng nhất là cái phần không thuốc. Thuốc thì dĩ nhiên là người ta sẽ viêm thì người ta sẽ đánh cái loại thuốc kháng viêm giảm đau. Thì kháng viêm giảm đau nó có hai loại, một cái loại là kháng viêm giảm đau không có corticoid và một cái loại là corticoid. Thế thì cái thuốc kháng viêm giảm đau nó phải kèm theo những cái thuốc hỗ trợ khác, bao gồm những cái thuốc như là giãn cơ, vì chúng ta biết rằng cái hệ thống cơ của vùng vai và vùng cổ nó rất là nhạy cảm, chỉ cần đau vùng này thôi thì toàn bộ các cơ nó sẽ bị co thắt và nó làm cho bệnh nhân rất là khó chịu. Bệnh nhân luôn luôn kèm theo tình trạng mất ngủ vào ban đêm, thành ra là chúng ta cần phải chú ý tới cái chuyện là làm sao phải cho bệnh nhân ngủ tốt. Dĩ nhiên là phải có thêm những cái thuốc làm an thần kinh cho bệnh nhân. Ngoài những cái chuyện đó ra rồi thì chúng ta thấy rằng là cái biện pháp mà không thuốc á, thì nó sẽ rất là quan trọng.
nó quan trọng ở chỗ như thế nào, là khi chúng ta uống thuốc có nhiều người họ than phiền, tôi bảo là cho uống thuốc xong đi tập, nhiều người đó thôi họ nghĩ trong đầu là thôi chắc không cần tập rồi uống thuốc rồi nó hết. Thế thì họ uống thuốc xong họ quay lại họ bảo là uống thuốc thì nó hết đó bác sĩ, nhưng mà sao cái vai tôi nó còn cứng. Thì cái vai mà muốn cho nó mềm ra đó thì chúng ta phải tập. Thế thì tập cái khớp vai á, cái việc mà tập vật lý trị liệu khớp vai nó tương đối là công phu hơn những cái vùng khác, ở chỗ là như thế này. Người ta ví cái khớp vai nó giống như con ốc sên. Con ốc sên nó đang đi vậy đó, mà mình đụng vô nó thụt cái đầu vô á, là mình không có kéo nó ra được. Thành ra cái khớp vai nếu mà chúng ta tập quá mạnh mà nó đau đó, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng viêm co rút này nó còn nặng hơn nữa. Thế còn nếu mà chúng ta tập nhẹ quá đó thì nó lại không hết được. Thế thì tập vừa phải, thế vừa phải bao nhiêu là vừa. Thì có nhiều người cứ xin là bác sẽ cho tôi cái bài tập, tôi về tôi tự tôi tập. Cái vấn đề không phải rằng là bài tập thì bây giờ chúng ta có đầy ở trên mạng, nhưng cái chính yếu ở chỗ là khi cái người tập cho mình đó thì mình sẽ tương tác với người tập, mình sẽ biết rằng là tập như vậy là nó đau hay nó không đau, nó đau vừa phải mình về mình cảm thấy nó dễ chịu, hay là nó đau quá tới mức mình về mình không ngủ được. Thì nếu mà nó đau quá tới mức không ngủ được rồi thì cái đó là nó quá tải rồi, thì chúng ta phải tập chậm lại một tí. Còn nếu mà chúng ta tập xong mà chúng ta chả thấy nó đau đớn gì, cái tập chơi chơi rồi xong rồi về thấy cũng chả cải thiện gì, thì như vậy thì chúng ta không có đạt được cái mục tiêu. Thành ra là cái này nó cũng giống như đi massage thôi. Tức là có nhiều người thì thích đấm mạnh, có nhiều người thì thích đấm nhẹ. Thành ra là chúng ta cần phải có một cái người tập cho mình, rồi mình sẽ nói chuyện với lại cái người đó để mà thỏa thuận một cái nội dung tập và cái bài tập làm sao cho nó phù hợp với mình. Thì chúng ta biết mỗi con người là một cái thực thể riêng biệt, chứ chưa hề thấy ai giống như ai, trừ hai người gọi là sinh đôi cùng trứng. Chứ còn thật ra là mỗi cá thể là đều khác nhau tí xíu. Người thì có tính như thế này, người có tính như thế kia. Bởi vậy mình mới nói là cái xã hội nó phức tạp, thì đương nhiên xã hội nó phức tạp vì xã hội nó bao gồm nhiều con người, mà một bản thân một con người cũng đã phức tạp rồi. Tại vì buổi sáng nhiều khi đi làm mà mặt mày tươi tỉnh, tới trưa là đã quọ quọ rồi, nhiều khi buổi chiều lại thì lại thấy nó khác. Trong một ngày thì chúng ta có nhiều trạng thái sắc thái tình cảm khác nhau. Thì đây là mỗi người, mà cái bệnh lý của mỗi người nó cũng khác nhau như vậy. Thành ra là cái việc tập nó rất là quan trọng để cho cái vai nó trở về cái hoạt động bình thường, để cho mình có thể là sử dụng cái khớp vai một cách bình thường. Thì tôi nhấn mạnh là cái việc tập nó rất là quan trọng. Dĩ nhiên nếu mà không có thuốc đánh quyết liệt ngay từ ban đầu, đặc biệt là cái chuyện mà cái viêm co rút đó nó diễn tiến, nếu mà chúng ta thấy chúng ta nó bắt đầu nó đau, nó hơi khó vận động rồi, nhưng chúng ta không làm đó, chúng ta không đánh quyết liệt ngay từ đầu đó, thì nó sẽ bị cứng. Mà một khi nó cứng rồi thì tập nó rất là khó. Những người mà bị cứng khớp vai rồi thấy thông thường phải 3 đến 6 tháng họ mới tập ra trở lại được. Trong khi đó nếu như vừa mới chớm bị mà chúng ta điều trị ngay tức thì quyết liệt thì chúng ta sẽ ngăn chặn được cái tình trạng viêm co rút. Thế nên nó có những cái loại thuốc mạnh hơn, ví dụ như là loại corticoid chẳng hạn. Những cái corticoid này á, thì nó có cái dở là nếu chúng ta uống nhiều á, thì nó chắc có một cái tác dụng phụ của nó là nó giữ nước, nó làm cho mình bị loãng xương. Mà tôi hay thích xài cái từ ghê rợn hơn, đó là mục xương. tại vì có nhiều người thấy trời ơi, sao uống hay quá, uống vô cái thấy là một tuần nó hết liền. Thì người ta cứ lấy cái thuốc đó người ta uống hoài. Thì cái corticoid nó có cái tác dụng phụ như vậy. Nhưng mà có cái điều á là cái thuốc corticoid nó là một loại thuốc rất là tốt ở chỗ là nó điều trị kháng viêm rất là tốt. Chúng ta hay đi từ trạng thái này qua trạng thái kia, tức là chúng ta uống thuốc chúng ta thấy bớt nhiều quá, trời đúng là thần dược. Nhưng mà khi nghe thấy bác sĩ khuyến cáo uống nhiều corticoid là bị mục xương này kia, cái xong á mỗi lần nghe nó trời ơi, cho tôi uống corticoid hả, sao mà ghê rợn quá vậy. Thì thật ra là quý vị nghĩ như thế này nè, nếu mà một người mà họ bán thịt heo đó thì dưới tay của họ con dao nó rất là sắc. Nhưng mà mình thấy ít khi họ bị đứt tay. Tại vì họ sử dụng con dao rất là nhuần nhuyễn. Và cái mà anh thấy ví dụ họ sắc thịt, họ chia thịt rồi rất là lẹ làng. Nhưng đối với mình á, mà mình cầm cái con dao mà nó không khéo á, mình bị đứt tay. Thì thuốc nó cũng vậy. Dưới tay của một bác sĩ, thuốc sử dụng đúng chỗ, đúng lúc, đúng thời điểm thì nó phát huy tác dụng tốt và nó ít tác dụng phụ nhất. Nhưng nếu mà chúng ta tự ý, chúng ta nghĩ là ui, ông xài được thì tôi xài cũng được, thế này chúng ta sẽ có nguy cơ chúng ta bị cái tác dụng phụ của thuốc. Thành ra là thôi thì mỗi người nó có một cái nghề,
Ví dụ quý vị làm cái nghề của quý vị thì bác sĩ họ làm cái nghề của họ, thành ra là khi mình cần cái gì đó thì mình nhờ người khác làm cho mình. Còn ví dụ bác sĩ mà họ cần, ví dụ như họ đi ra chợ mua thịt thì đương nhiên họ phải cần tới cái người bán thịt để mà Kim Anh nghĩ là lời nói vui vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh á rất là hữu ích đối với nhiều người, đúng không ạ? Không phải ngẫu nhiên khi mà bác sĩ nhắc điều này, trên thực tế có rất nhiều người chúng ta tự dưng trở thành thầy thuốc cho mình, mà tất nhiên trong những cái trường hợp đó thì lợi bất cập hại, lợi đâu chưa thấy, nhưng mà chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng đối với sức khỏe rồi. Cái việc sử dụng thuốc thì như bác sĩ Tăng Hà Nam Anh cũng đã khuyến cáo rồi đó, không phải ngẫu nhiên khi mà người ta chọn một cái biểu tượng của cái ngành dược là một con rắn, đúng không ạ? Nó cũng có cái ý nghĩa của nó là như vậy. Thưa bác sĩ, trước khi chúng ta chuyển sang phần kết nối cùng với thính giả trong chương trình ngày hôm nay, thì Kim Ánh nghĩ là đối với cái đặc điểm của cái tình trạng viêm co rút bao khớp vai đó, là nó sẽ biểu hiện một cách âm thầm và sớm hơn là nhiều người vẫn nghĩ. Cho nên là bác sĩ có một cái lời khuyên như thế nào cho thính giả khi mà nghe chuyên đề ngày hôm nay ạ? Rồi. Cái lời khuyên của bác sĩ thì lần nào nó cũng giống lần nào, tức là phòng bệnh hơn chữa bệnh, chữa sớm hơn là chữa muộn. Cho dù có muộn lắm thì cũng nên chữa, tốt hơn là không nên chữa. Nhưng mà đặc biệt là trong cái viêm co rút bao khớp vai đó, theo kinh nghiệm của chúng tôi khi mà chúng tôi điều trị, chúng ta thấy là nếu những trường hợp nào mà cái vai nó vừa mới bị hạn chế vận động nhẹ thôi và quý vị đi khám sớm đó, thì là sử dụng thuốc ngay từ đầu và tập tốt với một chương trình tập tốt thì khoảng cỡ 2 hoặc 3 tuần hoặc là 4 tuần là chúng ta sẽ vượt ra khỏi cái tình trạng này ngay. Nhưng nếu mà chúng ta đã để cho cái viêm này nó bị nó nặng nề rồi, cái khớp vai nó tăng sinh rồi nó co rút lại đó, thì cái việc tập ra rất là khó. Đặc biệt là khi mà chúng ta gãi đầu mà không được rồi đó thì chúng ta mất phải 3 đến 6 tháng chúng ta mới tập ra được. Và như vậy chúng ta tưởng tượng trong vòng 3 đến 6 tháng coi như mất cả nửa năm, một quý đến nửa năm không bằng ăn gì được hết thì rất là mệt mỏi. Thành ra là nếu mà quý vị có những cái cơn đau của khớp vai đó thì đau có vùng vai thôi thì quý vị cũng nên đi khám để phân định rạch ròi là đây là cái cột sống cổ hay là cái khớp vai, và nếu khớp vai thì nó là cái thể bệnh lý gì. Vì tôi với chị Kim Ánh cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi từ giờ đến cuối năm, thành ra sẽ cố gắng phân tích sẽ nhiều những cái nhóm bệnh lý ở vùng khớp vai để cho chúng ta biết rằng là khớp vai thực ra không phải chỉ có viêm co rút mà nó còn nhiều thứ nữa. Nhưng mà đặc biệt là cái viêm co rút nếu chúng ta điều trị sớm đó, thì chúng ta sẽ ít có bị cái di chứng nặng nề. Cảm ơn phần trao đổi vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh. Bạn đang bị thoái hóa khớp, đau mỏi khớp, đau khớp xương, viêm khớp, đã có giải pháp. Khớptision giúp phục hồi tái tạo mô sùng khớp, cung cấp dịch khớp, giúp đảm bảo sự vận hành linh hoạt của khớp. Khớptision hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp, đau mỏi khớp, đau khớp xương, viêm khớp. Khớptision giúp giảm đau ở các cơ khi vận động quá sức. Khớptision phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là người lớn tuổi, người thoái hóa xương khớp, người hay vận động thể lực. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bạn có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm trên www.coptition.com.vn. Thưa quý vị, có thể nói là đối với ngành y khoa thì bao giờ trong các phương pháp điều trị chúng ta cũng sẽ có hai cái lựa chọn. Đầu tiên thì bao giờ cũng là lựa chọn bằng cái phương pháp điều trị nội khoa trước. Nếu mà sau khi mà cái phương pháp này xem ra không có thể đáp ứng được thì chúng ta còn một cái phương pháp mà xem ra mới nói thôi thì chắc hẳn là nhiều thính giả sẽ sợ. Ngay cả bản thân Kim Ánh nói chuyện sức khỏe quanh năm nhưng mà nghe nói đến chuyện phẫu thuật thôi cũng đã thấy sợ rồi. Đối với tình trạng viêm co rút bao khớp vai thì giả sử như cái việc điều trị bằng những cái thuốc kháng viêm nó không đáp ứng được rồi thì cái biện pháp phẫu thuật sẽ được áp dụng như thế nào đây ạ, thưa bác sĩ? Thì chúng ta biết phẫu thuật thì luôn luôn đi sau, tức là hết rồi, điều trị chán chê mê mỏi rồi nó không bớt thì chúng ta phải phẫu thuật. Hoặc là có những người họ thuốc không đáp ứng được, hoặc là thuốc có đáp ứng nhưng mà cái tay tập hoài nó không ra, nó cứng ngắc, nó hạn chế tới cái vận động. Vì chúng tôi cũng có thông thường những ca mà chúng tôi phẫu thuật đó, thường là nhiều khi họ giãn cái cánh tay ra cũng không được 30-40 độ đâu, tức là tất cả những cái việc mà từ gãi đầu cho đến thậm chí là đưa đồ ăn vô miệng họ cũng phải nghiêng cái đầu qua một bên á. Thì trong trường hợp đó mà tập lâu rồi mà nó không bớt, nó ảnh hưởng quá nhiều đến chức năng của khớp vai thì chúng ta có cái chỉ định phẫu thuật. Thế thì ngày xưa thì cái việc phẫu thuật khớp vai như vậy nó tương đối là khó khăn, thì người ta không làm gì cả, người ta cho bệnh nhân lên phòng mổ, xong ta cho bệnh nhân ngủ, xong ta bẻ khớp vai kìa, cái rốt một phát nó nghe một tiếng rốt rất là rõ ràng luôn á. Và khi đó thì cái vai nó vận động được trở lại. Thì cái biện pháp này á, thì nó không có mổ, nhưng có một cái nó có cái dở là cái gì, là khi chúng ta bẻ như vậy thì chúng ta không có định hướng, chúng ta không có chủ động được. Thành ra bẻ cái đôi khi mà cái vai mà nó co rút mạnh quá mà người lớn tuổi bẻ thì nó gãy cổ xương, gãy cổ xương cánh tay, gãy cổ phẫu thuật xương cánh tay. Hoặc là khi chúng ta bẻ như vậy đó thì nó sẽ làm rách luôn cả những cái sụn viền, những cái thành phần cấu trúc xung quanh của khớp vai, chứ nó không phải là rách cái bao khớp. Thế thì vì những cái biến chứng như vậy mà sau này, với lại sau này khi mà y khoa phát triển đó, người ta có cái ngành nội soi,
Nội soi thì đối với những cái khớp khác tôi không biết, nhưng đối với khớp vai nó có cái lợi ích rất là triệt để, là ở chỗ là chúng ta không phải đụng chạm tới bất kỳ một thành phần nào trong khớp vai, chỉ bằng những cái lỗ nhỏ nhỏ thôi chúng ta soi vào bên trong, xong rồi chúng ta dùng một dụng cụ chúng ta đốt đốt định hướng cái bao khớp, nó giống như là chúng ta đục lỗ trên con tem này đó. Và sau khi mà làm hết rồi chúng ta cắt lọc, chúng ta đốt cho nó hết cái viêm ở bên trong của khớp vai rồi, thì khi đó mình bẻ khớp vai thì vì chúng ta đã đục lỗ rồi thì chúng ta giống như con tem, chúng ta xé nó sẽ đi theo cái đường đục lỗ đó, và như vậy chúng ta sẽ định hướng được cái rách của cái bao khớp vai một cách chủ động, và như vậy nó sẽ không ảnh hưởng gì đến những cái cấu trúc còn lại. Và sau khi mà mổ xong đó thì ngay tức thì bệnh nhân tự cử động, thụ động được cái khớp vai, chạy vòng vòng được. Nhưng mà có cái điều là sau đó thì vẫn phải tiếp tục tập. Tại vì khi mà chúng ta mổ xong mà chúng ta không tập thì nó lại bị viêm dính trở lại. Do vậy mà cái việc tập vật lý trị liệu sau mổ nó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà thông thường thì sau khi mổ xong thì chúng ta tập từ 1-2 tháng thì nó sẽ dễ dàng và nó sẽ trở về cái khớp vai bình thường. Thì như vậy cái phẫu thuật cho đến hiện tại bây giờ gần như cái phẫu thuật nội soi khớp vai nó có một ưu điểm rất là có một ưu thế rất là tuyệt đối so với cái việc mổ mở, và càng ngày thì càng có nhiều bệnh viện có thể làm nội soi khớp vai được. Thành ra là nếu mà quý vị được chỉ định là mổ phẫu thuật để giải phóng khớp vai thì quý vị có thể yêu cầu là có nên được mổ mở hay không đó, và nên chọn cái phương pháp là nội soi vì nó sẽ ít sang chấn, định hướng được cái chuyện mà mình chủ động làm rách cái bao khớp, và như vậy thì mình có thể hồi phục sớm hơn. Dạ, thưa tất cả quý vị, 30 phút của chương trình Y khoa ai nghe cũng hiểu vậy là đã trôi qua rồi, phải không ạ? Và những thông tin mà tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cung cấp cho thính giả, quả thật giúp cho chúng ta có một cách nhìn rất là cụ thể về cái tình trạng viêm co rút bao khớp vai. Với những thông tin này, thính giả muốn nghe lại, chúng ta có thể đón nghe với khung giờ từ 9:30 cho đến 10:00 của ngày sáng thứ sáu tuần sau, hoặc là truy cập tại trang web của đài voh.com.vn. Thính giả live vào một nghe âm thanh đến với chương trình tư vấn sức khỏe và vào chương trình Y khoa ai nghe cũng hiểu. Còn đến đây thì chương trình cũng đã kết thúc. Chúng tôi rất cảm ơn sản phẩm Coptition tái tạo sung khớp, hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp, viêm khớp và đau mỏi cơ đã tham gia đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Bạn đang bị thoái hóa khớp, đau mỏi khớp, đau khớp xương, viêm khớp, đã có giải pháp. Coptition giúp phục hồi tái tạo mô sùng khớp, cung cấp dịch khớp, giúp đảm bảo sự vận hành linh hoạt của khớp. Coptition hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp, đau mỏi khớp, đau khớp xương, viêm khớp. Coptition giúp giảm đau ở các cơ khi vận động quá sức. Coptition phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là người lớn tuổi, người thoái hóa xương khớp, người hay vận động thể lực. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bạn có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm trên www.coptition.com.vn. Có những vấn đề sức khỏe liên quan đến xương khớp mà bạn không biết hỏi ai? Hãy hỏi bác sĩ của chương trình Y khoa ai nghe cũng hiểu qua đường dây điện thoại 0838223285 vào lúc 18:15 đến 18:45 chiều thứ bảy hàng tuần. Chương trình được sự đồng hành của sản phẩm Coptition tái tạo sụn khớp, hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp, viêm khớp và đau mỏi cơ.